Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em thuê để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Đã, chào em. Dạ em chào anh, chào quý cô chú anh chị trên kênh Mai Vàng Quê Dừa. Hôm nay em có về một số phôi mai giao lưu cùng quý cô chú anh chị. Địa chỉ của em là tại xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hình thức cửa hàng của em là bán xứ toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Dạ em vô cây phôi số 1 luôn nha anh. Rồi mã số 1. Dạ là phôi mai vàng đế đặc kẹo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi chiều cao. Dạ chiều cao của nó là 49. 49. Rồi, quan. Dạ quan em đâu ở vị trí này là 24. Rồi, sai sai luôn. Cái này giá cũng là lạ nha cô chú anh chị. À, giá luôn như em. Dạ mã số 1. Giá 1.2 triệu. Rồi, 1.2 triệu. Xuống cây. Dạ tiếp theo là mã số 2. Rồi, mã số 2. Rồi chiều cao. Chiều cao của nó tới mặt bầu là 40. Rồi hoành luôn. Dạ hoành em đâu vị trí này là 24 có dư. Rồi xoay xoay luôn. Rồi giá luôn như đêm. Dạ mã số 2 giá 700. Rồi xuống cây. Dạ tiếp theo là mã số 3. Số 3 em một cây có dáng bay. Bay ha. Rồi, trật nhiều. Dạ. À, chiều cao của nó là 39. Rồi. Này có nhánh ba luôn nha quý anh chị. Rồi, hoành. Dạ, hoành nó là 23. Rồi, 23 hoành. Rồi, xoay xoay luôn. Đế cũng cộng to, trải đều bốn mặt luôn nha cô chú anh chị. Rồi, giá luôn như đêm. Dạ, mã số 3 giá 1 triệu 2. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, xuống cây. Dạ tiếp theo là mã số 4. 4 tiếp tục lòng em bài nữa ha. Dạ. Dạ chiều cao của nó là 37. Dạ hoành là 24. Rồi xoay xoay luôn em. Cái này cũng có củi thôi anh chị. Dạ bên này có một số vết cắt em đã cũng xử lý rồi nha anh. Rồi. Cái này có củ to luôn cô chú anh chị ơi. Sắp lại cái cũ rồi quý vị. Dạ. Cũ tròn to luôn. Đế cũng trải đều bốn mặt luôn. Rồi, giá luôn như đêm. Dạ, mã số 4 với 1.100.000. Rồi, xuống cây. Dạ, tiếp theo là mã số 5. Rồi. Số 5. Dạ chiều cao là 39. Hoành. Dạ hoành của nó là 20. Rồi xoay xoay luôn. Cái này cũng có nhánh bay. Đế cũng trải đều bốn mặt luôn. Rồi giá luôn như đêm. Dạ mã số 5 giá 700. Rồi 700 xuống cây. Dạ tiếp theo là mã số 6. Rồi mã số 6. Rồi chiều cao. Dạ chiều cao tới mặt bầu là 86. Rồi 86 quanh. Quanh là 20. 20 quanh. Dạ cây này cũng có củ tay cành. Có một số tay cành cũng, cũng to nha cô chú anh chị. Rồi củ đế luôn ha. Dạ. Đây củ đế em nói đây quý vị. Rồi, giá luôn như đêm. Dạ, mã số 6 giá 800. Rồi, 800, xuống cây. Đây là mã số 7. Số 7. Rồi, cao luôn. Dạ, chiều cao của nó là 42. Rồi, hoành. Dạ, hoành là 22, đúng luôn. Rồi, xoay xoay luôn. Cái này nhìn cũng là lạ có duyên của chú anh chị. Cũng có đế. Rồi, giao luôn nhiêu đêm. Dạ, mã số 7 giá 500. 500, rồi, xuống cây. Dạ, tiếp theo là mã số 8. Số 8. Dạ, chiều cao của nó là 42. Rồi, hoành luôn. Dạ, hoành của nó là 19. Rồi, xoay xoay luôn, 19 hoành. Này cũng có cái củ to quá thì to luôn. Đây có một nó bị dập da đây đây em cũng đã xử lý rồi nha cô chú anh chị. Rồi xoay xoay tiếp luôn em.
Rồi xuống đế đây quý vị. Rồi giá luôn như đây em. Dạ mã số 8 giá 500. 500. Rồi xuống cây. Dạ tiếp theo là mã số 9. Số 9. Rồi chiều cao. Chiều cao tới mặt bầu là 56. Rồi 56 hoành. Dạ hoành của nó là 18. Rồi xây xây luôn. Cây này quá sao đế luôn cô chú anh chị ơi. Cái này cái củ cũng tròn. Đây củ đế ha. Dạ. Rồi giá luôn như đây em. Dạ mã số 9 giá 400. Rồi 400. Rồi xuất cây. Dạ tiếp theo là mã số 10. Số 10. Chiều cao. Dạ chiều cao của nó là 124. Rồi 124. Tay cành đặt kẹo luôn của chú anh chị ơi. Rồi. Thân dưới lắc nhẹ luôn. Dạ hoành của nó là 16. Rồi xây xây luôn. Đế cũng trải đều luôn của chú anh chị. Rồi giao luôn nhiêu đây em. Dạ mã số 10 giá 600. 600. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 11. Rồi 11. Chiều cao. Dạ chiều cao tới mặt bầu là 79. 79. Rồi hoành. Dạ hoành là 18. Rồi 18 hoành. Rồi xây xây luôn. Đấy ha. Dạ đế cũng trải đều. Ở trên này cũng có một số tay cành. Rồi giống như đây em. Dạ mã số 11 giá 600. 600. Rồi xuống cây. Dạ tiếp theo là mã số 12. 12. Cây này dáng cũng lạ lạ. Chiều cao của nó là 39. Rồi hoành luôn. Dạ này cái dướng rễ em đó đây nha cô chú anh chị. Dạ hoành của nó là 19. Rồi 19. Rồi xây xây luôn. Dán nó vậy đó. Dạ cái này dán cũng lạ lạ, mình sưu tầm cây lạ vậy mình lấy cái này mình chơi. Rồi cho luôn như em. Dạ mã số 12 giá 700. Rồi 700. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Dạ tiếp theo là mã số 13. 13. Rồi cao luôn. Dạ chiều cao của nó là 94. 94. Quá anh. Dạ hoành của nó là 23. Rồi xây xây luôn. Tay cành đặt cổng to hết chú chị ơi. Tay cành cổng nó hay nào nó to to không này ha. Dạ đều hết luôn. Rồi, bộ đế quá sơ đế luôn. Cái củ này cũng có củ luôn cho chú chị ơi. Cái cây này cái thân nó vậy nha cô chú anh chị, chứ nó không có bị gì hết nha cô chú anh chị, về xem kỹ giúp em nha. Rồi giá luôn như đây em. Dạ mã số 13 giá 1.500.000. Rồi 1.500.000. Rồi xuống cây. Dạ tiếp theo là mã số 14. 14. Em cũng bye bye luôn. Dạ. Chiều cao tới mặt bầu là 70. Rồi hoành luôn. Dạ hoành của nó là 23 có dư. 23 hơn. Rồi dạ. Xây xây luôn em. Này tay cành cộng cũng to không rồi cô chú anh chị ơi. Này cây rồi, này có cái củ. Củ đế quá, xá đế luôn. Củ tròn do luôn. Rồi giá luôn như đêm. Dạ mã số 14 giá 1.500.000. Rồi 1.500.000 quý vị. Rồi xuống cây. Dạ tiếp theo là mã số 15. Rồi cao luôn. Cao khoảng 1,5 m nha anh. 1,5 m cao. Rồi hoành. Dạ hoành của nó là 23. 23 hoành. Rồi xoay xoay luôn. Rồi quý vị mình nghe kỹ đường thân tay cành em đó ha. Dạ. Cái này cũng có cái củ quá. Củ luôn.
Rồi, cho luôn như đêm. Dạ, mã số 15 với 1.800.000. Rồi, 1.800.000. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo là mã số 16. Số 16. Rồi, cao luôn. Dạ, chiều cao của nó là 135. Rồi, 135, hoành. Dạ, hoành là 23. Rồi, 23 hoành. Rồi, xây xây luôn. Cây này cũng có một số tai cành nha cô chú anh chị. Rồi. Tường thân với lắc nhẹ. Xuống cây củ đế luôn ha. Dạ, cây này cũng có củ đế trải đều bốn mặt luôn. Rồi, giao luôn nhiêu đêm? Dạ, mã số 16 giá 1.000.000. Rồi, 1.000.000. Xuống cây. Dạ, tiếp theo là mã số 17. 17. Rồi, cao luôn. Dạ, chiều cao của nó là 63. 63. Hoành. Dạ, hoành là 24. 24 hoành. Rồi, xây xây luôn. Rồi, vô đế nha quý vị. Dạ. Đây đế cũng đây, đây, quý vị. Không, chứ anh chị ơi. Cái này nữa làm cái đuôi ha. Dạ. Thì nó cũng lạ lạ nên em để lại luôn. Rồi, cho luôn như đây. Dạ, mã số 17 với 1.000.000. Triệu ha. Dạ. Rồi, xuống cây. Dạ, tiếp theo là mã số 18. 18 thân lắc lắc ha. Dạ, thân lắc. Có cái cành bay lại cho nhìn giống gọng chỉ C quá ha. Rồi. Dạ, chiều cao của nó là 80. Dạ, hoành là 25. Rồi, xây xây luôn. Cành bay này cộng to lắm quý vị ơi. Rồi, mình xuống đế luôn nha quý vị. Dạ. Đây. Con này đế cộng to luôn quý anh chị ơi. Rồi, vô luôn như đêm. Dạ, mã số 18 với 1.400.000. Rồi, 1.400.000. Rồi, xuống cây. Dạ, mã theo là mã số 19. Số 19. Rồi, cao luôn. Này tầm khoảng 1.6m nha. Rồi, 1.6m ha. Dạ. Tóc thân của nó khoảng nhiêu đây em? Rồi, 73. Rồi, hoành luôn. Dạ, đường thân ở dưới lắc nhẹ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, này cũng duyên cây ha. Dạ. Hoành nó là 28. 28 hoành. Dạ. Đó, quý vị xem cái đoạn tay cạnh trên này ha. Tay cạnh trên đặt kẹo luôn cô chú anh chị ơi. Cộng to không luôn. Tóc thân này anh đo là 73 ha. Thân dạ. Lắc ở dưới ha. Thân đường này lắc nhẹ luôn. Rồi, đế. Bộ đế trải đều bốn mặt luôn. À, bộ mặt nào cũng có hết trơn ha. Dạ. À, cái này giao luôn như đêm. Dạ, mã số 19 với 2.000.000. Rồi, 2.000.000. À, thân lắc lắc chiền cây ha. Rồi, xuống cây. Dạ, tiếp theo là mã số 20 là mã số cuối clip của em luôn nha anh. Rồi, mã số 20 là một cây hoa giấy Mỹ ha. Dạ. À. Cái này cũ quá, sao cũ luôn. Có nhánh bay nữa ha. Dạ. Này lô này bay bay nhiều quá ha. Dạ, chiều cao của nó là 44. Đây đo. Đây đo. Này không biết đo ở đâu luôn. Đo anh ngay ngay chỗ vị trí này nè. Thử dạ, nhiều ha. Dạ. Mình chỉ ước lượng thôi nha cô chú. Đó là 24 yếu. Dạ. Này 23.5. Vậy đó, đo làm sao đây? Đo cái cũ này đo làm sao đây? Đo mấy cái cũ nó hay sao? Làm sao đây quý vị? Đo cũ từ đây mình kéo qua hang đo dính cái cũ đó nhờ giúp anh cái này. Rồi, đo đo cho dạ, chạy đây nhiều. Là 54. Rồi 54 nha quý vị. Rồi xây xây cho quý vị xem cái cũ đế ha. Dạ. À, cũng đẹp mắt ha. Dạ. Áp sát lại một xíu nữa cho quý vị xem ha, kỹ ha. À, lạ mắt quá nè. Cục trồng do nữa ha. Rồi, giao luôn nhiêu đêm? Dạ, mã số 20 cuối clip giá 1.600.000. Rồi, 1.600.000. Đẹp quá ha. Rồi, cuối clip có giờ là gì muốn nói không em?
Dạ, cuối clip em chúc quý cô chú anh chị có ngày làm việc vui vẻ và thành công. Dạ, em mong quý cô chú anh chị là xem clip và ủng hộ giúp em. Dạ, em cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.